Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức dân trí. Đối tượng nhiễm HIV lao vào cắn 3 nữ chiến sĩ công an. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các nữ chiến sĩ công an đã được đưa đi tiêm phơi nhiễm HIV. Đối tượng nữ nhiễm HIV được đưa về cơ quan điều tra. Ông Phan Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, sáng ngày 8 tháng 8, khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh để cưỡng chế phá rỡ ụ bê tông đổ trái phép trên đường dẫn vào công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hòa Phát ở khu Lịch 2, xã Hương Cần, ba chiến sĩ công an của công an huyện Thanh Sơn đã bị một đối tượng nữ nhiễm HIV lao vào cắn. Cụ thể, khi tổ công tác tiến hành cưỡng chế phá rỡ các ụ bê tông do một số đối tượng tự ý đổ lên đường dẫn vào công ty cổ phần tư vấn và phát triển Thỏ Hòa Phát, với mục đích là không cho xe ô tô vào công ty và hàng chục người dân đã kéo đến phản đối. Khi lực lượng công an lập rào cán bảo vệ, đảm bảo an ninh, ba chiến sĩ công an huyện Thanh Sơn đã bị đối tượng nhiễm HIV là Đinh Thị Xê sinh năm 1982, trú tại khu Lịch 2, xã Hương Cần lao vào cắn. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các nữ chiến sĩ công an đã được đi tiêm phơi HIV, đối tượng Xê được đưa về cơ quan điều tra. Năm 2015, trên vùng đất này, công ty đầu tư dự án chăn nuôi lợn đã gây ô nhiễm môi trường bị chính quyền địa phương xử phạt. Đến năm 2016, công ty này đã chuyển sang nuôi thỏ, đã bị một số đối tượng quá khích, kích động người dân vào đập chết thỏ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương khiến công ty này bị thiệt hại nặng nề. Sau thời gian hoạt động thua lỗ, công ty đầu tư dự án chăn nuôi lợn đã bán lại cho cơ sở vật chất cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thỏ Hòa Phát để thực hiện dự án trồng nấm. Ông Nguyễn Minh Long, giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thỏ Hòa Phát chia sẻ, ngoài việc chuyển hết số nước thải ở 3 bể chứa phân lợn trước đây, khi chuyển ra lắp hệ thống đường để trồng nấm, tôi đã trực tiếp trao đổi với 179 hộ dân ở khu Lịch 2, đồng thời giải thích trồng nấm sẽ không gây ô nhiễm môi trường, đường vào công ty sẽ được mở vào phần đất của công ty. Tuy nhiên, một số đối tượng tuyên bố không cho công ty hoạt động, đồng thời có hành động hủy hoại tài sản của công ty, dùng súng cao su, gạch đá ném vào công ty và các nhân viên. Cũng theo ông Long, khi họp dân, công ty đã cam kết khi trồng nấm sẽ không gây ô nhiễm môi trường, đồng thời hứa hỗ trợ khu Lịch 2 số tiền 300 triệu đồng và những năm tiếp theo sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng trên một năm để người dân trong khu có nguồn quỹ công ích thực hiện các hoạt động công ích xã hội. Ông Long cũng khẳng định, ngoài việc đi làm đường riêng trên đất của công ty, các công nhân viên cũng không đi trên đường cũ của dẫn ra đồng, mặc dù đường bê tông này là do công ty đầu tư thi công. Công ty cũng đã cam kết giai đoạn đầu đi vào hoạt động sẽ tạo ra một khoảng 100 lao động địa phương, tiến hành mở rộng mô hình liên kết trồng nấm với người dân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Đưa đón. Chiều tối ngày 6 tháng 8, vợ chồng anh Lê Văn Sơn, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, bần thần khi nhận tin dữ từ trường trung học quốc tế Gateway, Cầu Giấy, Hà Nội thông báo con trai mình đã tử vong sau khi được đưa đi bệnh viện E Hà Nội. Anh Lê Văn Sơn, bố của cháu LHL cho biết, đây là buổi học thứ 2 của cháu tại trường quốc tế Gateway.